Mến chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn một cái tiệm burger. Mà theo mình thì cái tiệm burger này là một trong những tiệm ngon nhất ở Arizona đó các bạn. Mình ăn rất nhiều tiệm burger nhưng mà mình không có thích. Tiệm này mình rất thích, con mình cũng rất thích. Cho nên mình muốn giới thiệu một cái địa chỉ ăn ngon nếu như các bạn ở Arizona ha. Chin Burger này thì nó nằm ngay cái trung tâm thị Tứ Mo đó các bạn. Bên đó là Apple đó các bạn. Và giờ này là 6 giờ chiều đó các bạn. Mo thì lên đèn nhìn cũng rất là vui. Hôm nay khí hậu ở Arizona thì nó đã giảm xuống rất nhiều. Thì hôm nay nhiệt độ cao nhất là khoảng 102 độ đó. Giờ này 6 giờ chiều thì rất là mát. Người dân của Arizona thì họ phải chịu cái thời tiết rất là khắc nghiệt, rất là nóng. Cho nên những ngày mát mẻ như vậy thì họ đi ra đường rất là nhiều, enjoy cái khí hậu. Nếu như các bạn may mắn được sống ở những nơi mà có khí hậu tốt thì mình nghĩ rằng ngày nào bạn cũng sẽ cảm thấy rất là vui vẻ khi ra đường. Nhưng đối với cư dân của Arizona thì khí hậu quá khắc nghiệt đi, cho nên những ngày mà nhiệt độ xuống khoảng 100 độ thì người dân rất thích đi ra đường, dẫn con ra đường để enjoy cái khí hậu đó các bạn. It was America's bicentennial celebration. That is absolutely correct. Cũng như giống như ngày hôm nay là ngày cuối tuần, thì ở trong cái mall này họ có làm nhạc music đó, thì cho con nít nó chơi. Người ta ở ngoài này rất là đông. Còn đây là một cái tiệm burger mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Các bạn thấy không, rất là đông. Cái tiệm burger này muốn giới thiệu với các bạn là Chin Burger. Nếu như các bạn ở Arizona chưa từng tới đây ăn thì các bạn hãy tới đây ăn thử. Đây là một địa chỉ ăn uống mà mình nghĩ rằng các bạn nên thử một lần ở Arizona. Bởi vì cái burger ở đây rất là ngon các bạn. Burger ở đây họ làm bằng Black Angus beef á, cái loại beef rất là ngon. Thịt của nó đặc biệt rất là thơm. Cho nên các bạn hãy tới đây thử một lần ha. Bên trong bây giờ rất là đông á, bây giờ mình phải xếp hàng. Xếp hàng cái line này thì mình nghĩ cũng rất là long line. Thì nếu như các bạn đi tới một cái tiệm ăn nào mà các bạn thấy người ta get line đông như vậy thì chắc chắn là nó phải ngon đó. Xuống 100 độ đó các bạn. Đây là các bạn, đây là tiệm Chin Burger. Store này bạn, tất cả các mall này ở đây thì
ở cái chỗ mà mình đi ăn trên burger này á, nó là Downtown Scottsdale đó các bạn. Nãy giờ là con của mình ngồi chờ là đã 45 phút rồi đó các bạn. Nhưng mà người ta nói là next one là tới mình, chắc 5 phút nữa. Cuối cùng thì cũng được vô bàn sau khi chờ đúng 1 tiếng đó các bạn. Cho nên mình recommend các bạn đừng có đi vào những cuối tuần mà 6-7 giờ chiều thì rất là đông. Nếu như các bạn ở Arizona đó thì các bạn có thể đến từ thứ 2 cho tới thứ 6, từ sáng cho tới trước 3 giờ. Thì tất cả ở đây nửa giá nha các bạn. Nếu các bạn có muốn thử, các bạn đi thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 thì nó chỉ là nửa giá thôi. Rất là ngon các bạn ạ. The Zin Burger thì trên cái chỗ này đó các bạn, thì họ có cái burger là Wagyu burger đó các bạn, rất là ngon. Mình recommend các bạn cái này ha. Con mình nó rất là thích là Wagyu burger ha. Và ngày hôm nay á mình try this burger sẽ là chút xíu nữa. Mình try cái California Burger Bowl đó, 12 đồng cái burger. Thì cái Wagyu này cũng rất là rẻ các bạn, 15 đồng rưỡi. Nhưng mà cái tiệm Zin Burger này, khi các bạn order burger thì họ không có french fry và sweet onion hay là onion ring and cool nha các bạn. Mình có để ý cái đó. Thì nó có kêu thêm cái này sweet potato xanh đồng rưỡi. Cũng rất là rẻ các bạn. Ở đây cực kỳ đặc biệt, họ nấu rất là thơm. Thì họ sử dụng là bò Wagyu đó các bạn. Thì ở đây họ make nè, make burger là Wagyu nè, rồi American Kobe các bạn. American Kobe thì khi mà các bạn ăn một cái burger bình thường mà các bạn muốn đổi thịt bò có American bò Wagyu hay là Kobe thì các bạn phải trả thêm 5 đồng ha. Và mình recommend các bạn cái này. Còn về cái này đó các bạn, ví dụ như mà con nít order thì một cái kit mà nhiều như vậy thì họ sẽ include một cái drink và một cái file luôn. Cho nên khi các bạn có con nhỏ của các bạn dưới 12 tuổi thì các bạn dẫn con đến đây ăn, các bạn sẽ try được hamburger, cheeseburger cộng với cái drink cộng với cái file thì chỉ có 6 đồng thôi, thì mình thấy rất là rẻ. Mình recommend các bạn tới đây ăn thử đi. Nếu các bạn ở Arizona thì các bạn hãy tới đây ăn thử. Còn với cái thực đơn á, mà cái giá full price như vậy nè các bạn. Nhưng nếu các bạn đi trước 3 giờ các bạn đi trước thì mình check lại coi. Giống như đây là cái giá cả này các bạn, nếu như các bạn đi trước từ thứ 2 cho tới 6, nếu các bạn đi trước 6 giờ ha, khoảng 3 giờ cho tới 6 giờ trong thời gian này thì tất cả những cái burger mà giá full price hồi nãy đó các bạn, là tất cả những cái burger đó chỉ là nửa giá thôi nha các bạn. 3 giờ đến 6 giờ ha, từ thứ 2 tới thứ 6. Thì mình nghĩ rằng nếu như các bạn thử thì các bạn nên đi những giờ đó, là bởi vì nó không có đông á các bạn. Đặc biệt burger ở đây rất ngon. Gia đình mình đã tới đây ăn rất là nhiều lần rồi các bạn. Thì ngày hôm nay á, là mình try cái burger này. Thì chút xíu nữa mình sẽ review cho các bạn xem nếu California Burger Bowl nó có ngon hay không á. Chứ cái Wagyu burger là rất là ngon rồi các bạn. Wagyu American Kobe burger rất là ngon. Chỉ có 15 đồng rưỡi cho các bạn thôi. Thank you. Your message is coming right out to you, okay? Thank you. So guys, I get the Wagyu burger. So it has the red. Then it has the có cái gì? Onion hả con? Cắt tầm nãy vô. Burger của con là cái gì?
American Wagyu phải không? Yeah. Okay. It has the cheese, it has the meat, Wagyu meat, and it has the red lettuce. Mm. Okay. Nãy bỏ gì vô mình? Ngon con. Ranch, bacon, cheese. Right, here we go. Thank you. Cái này là California Burger Bowl đó các bạn. Thì thay vì cái bánh burger để trong cái bánh thì cái này là người ta không có lấy cái bánh. Người ta lại không có để trong cái bánh mà người ta để trong cái dĩa. Nhà mình thử nha. Kêu nữa. Kêu cứ. Nhà mình thử cái này. Thịt rất là dày, thịt này là American Wagyu. Cho con cái menu được không? Được con. Mình mới ngon. Ngon hả con? Ok anh. Bánh anh ăn thử order liền. Mình thì không thích ăn burger các bạn, cho nên là tất cả những cái này họ để trong cái dĩa nè, nên họ kêu bằng bowl đó. Cho nên cái này rất là tốt. Thịt bò rất là ngon các bạn ạ. À. Cái này American Wagyu rất là ngon, rất là thơm. Ngon quá. Cái miếng thịt rất là dày luôn. Rất là bền. Qua bên cầm. Qua cũng ăn sẵn. Cái phần này là 15 đồng thì mình nghĩ là rất là rẻ đó các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Hai bao burger của con bông. Burger ngon. Của con có ngon không? Ngon. Ngon sao con thích không? Dạ yeah, con thích nó very juicy, very big and very meaty. Đó hả? Ăn được mà giống như sao chúng nó không đi giống như chúng nó đi chơi em rồi nó ăn nhiều quá nó làm con mình ngủ ăn nhiều là mình ổn ta tại sao vậy ăn nhiều quá tại cái bụng mình nó phải cái như nó ăn cái đồ ăn năng vô cái bụng mình quá nó work hard làm cho mình mệt. Ngon. I like to recommend you to come here and meet so young, you can come so quick, so I see you next video. Bye bye. Bye bye. Đây ngon hơn hả không? Đấy chai cũng là ngon. Ngon nhiều không? Con ăn lẹ vậy? Ngon nhiều lắm hả? Các bạn ơi, rất là ngon. Ngon lắm luôn á. Vậy là gia đình mình đã ăn xong. Cảm ơn các bạn đã coi video của gia đình mình. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp.